cho các em để hướng dẫn các em cái cách là tạo một cái tài khoản trên cái trang smart.mit.edu của Mỹ để mình có thể là tham gia vào cộng đồng những người học Scratch. Và như vậy đầu tiên các em sẽ mở cái trang web, sau đó ấn vào tham gia Scratch. Sau đó các em sẽ tạo một cái tài khoản đăng nhập nhé. Sau khi các em điền xong, đặt tên xong đâu đấy để đặt mật khẩu rồi thì mình sẽ ấn vào mục kế tiếp. Đến chỗ này thì các em có thể lưu mật khẩu hoặc không bao giờ nếu các em tự nhớ. Còn không thì mình sẽ ấn là không bao giờ lưu nha. Rồi sau đó mình sẽ chọn quốc gia. Của mình là Việt Nam. Đây. Rồi sau đó mình sẽ ấn kế tiếp. Đến đây mình sẽ chọn cái ngày sinh của mình. Ấn kế tiếp. Tìm giới tính. Ấn kế tiếp. Viết một cái địa chỉ email của mình vào đây. Đó, mình sẽ gửi một hòm thư vào đây. Sau ấn create. Tạo một tài khoản. Như vậy việc tạo tài khoản đã bắt đầu. Và bây giờ ta sẽ vào bắt đầu. Để bắt đầu thực hiện. Như vậy lúc này khi mình đăng nhập rồi thì tài khoản của mình sẽ ở đây. Đó. Là cá nhân chương trình, mình sẽ lưu chương trình của mình vào trong đây. Mình làm được cái chương trình nào rồi mình sẽ lưu ở trên đây. Nó sẽ có toàn bộ những cái bài sắp xếp, những cái bài mà mình đã chia sẻ thì nó có trên đây nhé. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi ấn vào thiết kế. Mình bắt đầu đi thiết kế một cái bài nào đó. Đó, nó sẽ khởi tạo một cái dự án cho mình. Đến đây thì việc mở một cái mới ra của mình đã hoàn thành. Và bây giờ cô sẽ thử làm một cái bài lập trình nhập vào một số n và tìm tổng các số từ 1 đến n, tổng các số liên tiếp từ 1 đến n nhá. Như vậy là ta sẽ tạo một cái sự kiện. Sau đó là mình sẽ tạo một cái biến. Biến n. Cô cũng sẽ tạo một cái biến s. Và cô tạo một cái biến là một biến chạy y. Tiếp theo là mình ban đầu mình sẽ đặt một cái giá trị cho nó là đặt biến y sẽ bằng 0. Y bắt đầu chạy từ 1 và một cái biến s bằng 0. Còn biến n mình sẽ đi nhập cho nên mình sẽ đặt cái biến n này thành một cái câu trả lời. Đi nhập n và trước khi trả lời thì mình sẽ phải hỏi xem là mình đang nhập cái gì. Như vậy chỗ này mình sẽ nhập là sẽ đặt chữ là input n, nhập giá trị cho n. Đó, kiểu như vậy. Tiếp theo khi đạt được n rồi á thì bây giờ ta sẽ có một cái vòng lặp. Mình sẽ lặp bao nhiêu lần? Lặp n lần. Công việc như thế nào? Công việc của ta là đặt biến s thành giá trị là s cộng với thêm y. Như vậy là s, chỗ này là đặt biến s sẽ thành một cái là s và cộng thêm y. Sau khi cộng thêm y rồi thì mình sẽ thay đổi cái biến này, biến y
một lượng là 1. Vậy bây giờ ta sẽ thử chạy xem là kết quả thế nào nhé. Đó, khi làm đến đây rồi thì ta chỉ việc là chạy thôi. Ví dụ như ta nhập n bằng 10 thì nó sẽ tính cho ra tổng bằng 55. Nên nhập n bằng 9 thì tổng của nó sẽ là 45. Ok, như vậy đây chính là cái thuật toán tìm tổng các số từ 1 đến n. Sau khi làm xong rồi thì bây giờ ta sẽ lưu ngay bây giờ, lưu lại vào trong cái bài của mình nhé. Khi các em ấn vào đây này và mình sẽ lưu được cái dự án. Khi lưu dự án rồi á thì các em sẽ muốn xem lại, các em sẽ vào đây và chọn chương trình của tôi. Vào đây rồi thì em đã lưu bao nhiêu bài rồi thì nó sẽ có bên đây, và em sẽ ấn vào cái phần này để em xem. Nó sẽ mở cái bài của em vừa ra, và nó sẽ mở ra rồi thì em chỉ việc ấn vào đây để bắt đầu chạy thôi. Tự nhập n bằng 10. Đó, nó sẽ ra cái tổng kiểu như vậy. Còn bây giờ em muốn xem bên trong, mình sẽ ấn vào xem bên trong. Đó, nó sẽ có cái của nó. Và bây giờ em muốn chia sẻ lên thì em sẽ chia sẻ nó lên. Và bây giờ cái chỗ này á, em có thể là tính tổng các số từ 1 đến n. Và sau đó là mình sẽ ấn vào chia sẻ đấy. Mình ấn vào chia sẻ thì nó sẽ gửi được. Ở cái này là mình chưa xác minh, các em vào hòm thư mà xác minh nhá. Các em sẽ ấn vào chia sẻ để ta có thể chia sẻ toàn bộ cái code của mình cho các bạn có tài khoản ở trong Socrates này trên khắp thế giới cùng xem nhá. Nếu là các em làm xong rồi, với cái làm như thế thì các em lại tiếp tục làm mở những cái bài mới ra để các em tiếp tục làm. Đó, khởi tạo lại một cái dự án mới và các em làm tiếp. Như vậy với chia sẻ của cô đến đây là kết thúc. Hy vọng là với chia sẻ này các em đã đăng ký được tài khoản, làm được một cái bài ở trên cái web, một bài Socrates trên web, và các em có thể chia sẻ cho các bạn cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những cái bài sau.